Xin kính chào anh chị YouTube hội viên đầu tư giá trị đồng Ở trong nội dung ngày hôm nay phần thứ 40 Để Z phim muốn gửi đến các anh chị Đó là GDA Rủi ro cao một chút Lợi nhuận kỳ vọng có thể rất cao Nguyên nhân là bởi vì từ tháng cuối tháng 10 năm 2023 này Giá sắt thép đã có dấu hiệu tạo đáy và chính thức tăng trở lại Đến ngày 14 tháng 11 năm 2023 đã có hai lần tăng giá vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là trong các cổ phiếu sắt thép thì cổ phiếu nào có thể kỳ vọng mang lại cái lợi nhuận hấp dẫn thì hôm nay Zfin Việt Nam muốn giới thiệu đến các anh chị một cổ phiếu mới niêm yết và cũng tương đối có thương hiệu ở trên thị trường đó là GDA công ty cổ phần tôn Đông Á Thứ nhất là giá biến động trong 52 tuần đó là 21,7 đến 42 000 đồng. Thì cổ phiếu này mới niêm yết hồi tháng 8 năm 2023, giá lúc cao nhất là 42.000 và giảm xuống thấp nhất là 21.700 vào tháng 10 năm 2023. Số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty này là 114,7 triệu cổ phiếu. Giá thị trường là 25,4 vào ngày 14 tháng 11 năm 2023. Vốn hóa thị trường là 2.913 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hết quý 3 2023 là 3.670 tỷ đồng. EPS cho năm 2023 dự kiến là 3.180 đồng. PE là 8,09 lần. PB là 0,79 lần. Thì à, cơ cấu cổ đông của Tôn Đông Á gồm những nhân vật Thứ nhất là bao gồm chủ yếu bà lãnh đạo công ty như ông Nguyễn Thanh Trung là người uh, nắm chủ tịch công ty và nắm cổ phần lớn nhất ở công ty này. Tổng số cổ phần của các cổ đông lớn là khoảng 57%, như vậy là có khoảng 43% cổ phiếu lưu hành bên ngoài và cơ cấu cổ đông thì cũng không có gì đặc biệt. Chia sẻ thêm với anh chị một chút, uh, trước khi niêm yết và hiện nay với giá là 25.400 đồng thì GDA cũng đã từng, được bán ở trên thị trường OTC với giá từ 50 đến 100 ngàn đồng cách đây khoảng độ 2 năm khoảng 2 năm và giá hiện nay thì là 25.400 đồng tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về à, cái chất lượng tài sản và nguồn vốn thì một lát nữa thì chúng ta sẽ đánh giá vị thế và ngành nghề kinh doanh sau thì à, nêu trước với anh chị đó là công ty này chuyên về các cái sản phẩm tôn mạ màu tôn mạ ở trên thị trường và có vị thế cũng rất lớn trong ngành thì về chất lượng tài sản và nguồn vốn của GDA thì AZFIN đánh giá là tốt. Vì sao lại vậy? Thứ nhất đó là tài sản lỏng, đó là tiền và các khoản tương ứng tiền là 719 tỷ. Rồi là cộng với đầu tư tài chính ngắn hạn khoảng 787 tỷ. Như vậy, hai khoản này là đâu đó khoảng độ 1.500 tỷ đồng. Hàng tồn kho là 3.310 tỷ, tương ứng với khoảng độ 2 tháng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi tồn kho, tức là tồn kho cũng khá hợp lý. Các khoản phải thu là 1597 tỷ trên với doanh thu dự báo khoảng 17 đến 20.000 tỷ, như vậy là chưa đến 10% là cho thấy là việc thu tiền từ hoạt động kinh doanh là tốt. Còn các cái khoản nợ, đó là vay ngắn hạn và vay dài hạn ở đây là khoảng 4.550 tỷ. Tổng cộng 4.550 tỷ, trong đó thì có 1.500 tỷ là tiền và gửi ngân hàng. Như vậy, nợ vay ròng là 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó hàng tồn kho, tức là những cái sản phẩm HRC cũng như sản phẩm thành phẩm tôn mạ là 3.300 tỷ thì từ đó cho thấy rằng những cái khoản nợ này chủ yếu liên quan đến gọi là cho vào hàng tồn kho. Bởi vậy cho nên rủi ro thì không quá lớn. Mang tồn kho của công ty này thì họ chỉ cần giảm một thời gian là họ có thể hạ được. Bởi vậy thì AZFIN vẫn đánh giá cái chất lượng tài sản của GDA là tốt. Với vốn chủ sở hữu là 3.712 tỷ đồng. Cho thấy rằng về cơ bản như vậy là chất lượng tài sản và nguồn vốn của GDA tốt. Tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh của GDA thì đang trở lại một cách từ từ và cũng khá tốt. Doanh thu đã bớt giảm đó là quý 3/2023 đạt 4088 tỷ so với 4206 tỷ, như vậy là chỉ giảm có 130 tỷ mà thôi, tức là tương đương với khoảng độ 3% và trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12813 tỷ thì về cơ bản là cũng giảm giảm khoảng độ đâu đó khoảng độ hơn 20% so với cùng kỳ thì đây cũng là một cái mức giảm chung của ngành. Thậm chí GDA còn giảm ít hơn so với ngành Với lợi nhuận gộp thì quý 3 năm 2023 này Tuy gặp rất nhiều khó khăn Đó là sản phẩm sắt thép tôn giảm giá đến hàng chục lần Trong cái quý 3 Nhưng mà công ty này vẫn có mức lợi nhuận gộp lên đến 211 tỷ đồng So với mức âm 61 tỷ đồng của quý 3 2022 Thì đã tăng rất là mạnh rồi Và 8 tháng đầu năm 9 tháng đầu năm là đạt 821 tỷ Thì cũng giảm khoảng độ 30% so với 33% so với năm 2022 với 1260 tỷ đồng à, Tuy giảm nhưng mà cho thấy là cái sự tích cực dần lên Bởi vì cuối năm 2022 thì GDA đã lỗ rất lớn vào cái quý 3 và quý 4 năm 2022 Về doanh thu hoạt động tài chính thì không có gì thay đổi cả Quả hơn 300 tỷ Chủ yếu từ tiền gửi và một số các cái khoản khác nữa Một số các cái khoản khác nữa vân vân rồi là trong đó thì chi phí tài chính thì là 83 tỷ 9 tháng là 287 tỷ thì trong đó là chủ yếu là lãi vay lên đến 240 tỷ đồng tăng gấp rưỡi so với 47 phần trăm so với năm 2022 thì đây cũng là một cái điểm kỳ rất tốt khi mà lãi suất đang giảm rất mạnh vào từ tháng 11 năm 2023 từ đó cho thấy là chi phí tài chính quý 4 của GDA sẽ giảm khá mạnh và năm sau thậm chí còn giảm mạnh hơn rất nhiều từ đó khiến cho lợi nhuận của GDA có thể tăng khá tốt tiếp theo là về cái lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì quý 3 đạt 60 tỷ à, năm 29 tháng năm 2023 là đạt 264 tỷ đồng như vậy là đã có một cái sự tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2022 110% so với cùng kỳ 2022 và với cái kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 dự báo là thuận lợi, ASFIN đánh giá khá cao về cái kết quả kinh doanh của cái công ty cổ phần Tôn Đông Á này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng so sánh với các cái doanh nghiệp sắt thép hàng đầu. Ở đây thì có hai doanh nghiệp cùng ngành chính đó là Hoa Sen và Nam Kim. Bên cạnh đó thì bổ sung thêm Hòa Phát để chúng ta tham khảo thôi, nhưng chính xác là chúng ta cần phải so sánh với Hoa Sen và Nam Kim. Thì ba doanh nghiệp GDA, NKG, HSG là có cái độ tương đồng giống nhau tới hơn 90% cho nên so sánh là rất hợp lý về doanh thu năm 2023 thì dự kiến của Hòa Phát là 116.000 tỷ Hoa Sen là 32.000 Nam Kim 22.000 và GDA 17.000 tỷ lợi nhuận 2023 dự báo của Hòa Phát là 7.000 sau thuế Hoa Sen 600 Nam Kim 202 và GDA là 360 tỷ rồi vốn chủ sở hữu quý 3 năm 2023 của Hòa Phát là 102.800

của hoa sen là 1,24, nam kim 1,05 và của GDA là 0,79. PE thì của hoa phát là 22,43, hoa sen là 22,28, nam kim là 25,85, GDA là 8,09. PS tức là doanh vốn hóa trên cho doanh thu đấy là 1,35. 0,42, 0,26 và của GDA chỉ 0,17. Với cổ tức bằng tiền trong năm 2023 này thì có mỗi GDA là chuẩn bị trả 1.000 đồng, còn các doanh nghiệp còn lại không trả, chưa có kế hoạch trả. Với giá cổ phiếu thì hiện nay thì ở uh, như ở trên đó Hòa Phát 27, Hoa Sen 21.700, Nam Kim 216 và VDA 25.400. Qua những số liệu này có thể cho thấy một điều như thế này. Thứ nhất là về so sánh về mọi mặt định giá thì của GDA đang thấp nhất so với Hoa Sen và Nam Kim. Và lưu ý các anh chị về thị phần của GDA năm 2022, đầu năm 2022 đã đứng thứ hai của hệ thống. Và 2023 này với doanh số như vậy thì IZFIN đứng đánh giá là đứng thứ hai, thứ ba trong hệ thống sau Nam Kim một chút. Sau Nam Kim một chút thôi. Về cơ bản mọi thứ gần như tương đương. Thì lợi nhuận thì cao hơn so với Nam Kim. Ờ, vốn chủ sở hữu thì cũng chỉ bằng 2 phần Nam Kim thôi, nhưng mà vốn hóa thị trường thì bằng một nửa Nam Kim. PE, PB đều thấp hơn rất nhiều so với Nam Kim mà lại có cổ tức bằng tiền mặt. Thì từ cái việc so sánh các cái doanh nghiệp tôn mạ này có thể thấy rằng là GDA là hấp dẫn tương đối hơn so với Hoa Sen và Nam Kim khá nhiều qua tất cả các chỉ số. Đúng không ạ? PB chẳng hạn, GDA là doanh nghiệp duy nhất dưới một và thấp hơn Nam Kim khoảng 26%. Tiếp tiếp theo, uh, tiếp theo là về PE chẳng hạn thì là dưới 10% trong cái điều kiện kinh tế kinh doanh còn rất khó khăn là 2022 2023 2023 mà PE dưới 10 là một cái mức hấp dẫn tiếp theo là PS tức là trên doanh thu thì chỉ bằng vào 0,17 lần trong khi của Nam Kim từ 0,26 của Hoa Sen từ 0,42 đúng không còn cổ tức tiền thì có đúng không ạ thì đấy là cho thấy rằng GDA là có một sự hấp dẫn tương đối tức là hấp dẫn nhất trong cái ngành ngành này về lợi thế cạnh tranh và rủi ro của GDA thì lợi thế cạnh tranh đó là vị thế của Tôn Đông Á cũng là doanh nghiệp có vị thế nhất định trong ngành. Thì hiện nay thì thị phần của họ thì đứng thứ hai ở trong ngành với khoảng độ 20% thị phần. Còn đứng đầu vẫn là Hoa Sen với khoảng gần 30% thị phần. Thứ hai là Nam Kim thì khoảng độ 21% thị phần. Tôn Đông Á khoảng 20% thị phần, còn các doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp khác. Thì đây là một trong ba doanh nghiệp tôn mạ màu lớn nhất Việt Nam, lớn nhất Việt Nam có vị thế cũng rất lớn ở trong một cái lĩnh vực mà vừa có tính chu kỳ nhưng lại có tính tăng trưởng tốt Với rủi ro thì thứ nhất là cạnh tranh ngành thì cũng khá khốc liệt với các đối thủ mạnh như hoa sen nam kim và có cả hòa phát cũng là một cái đối thủ cũng khá đáng gờm trong tương lai giá nguyên liệu đầu vào sản và sản phẩm đầu ra thì biến biến động quá lớn nó không cố định về uh, kết quả kinh doanh của GDA cũng như là các doanh nghiệp tôn mạ khác thì phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế vĩ mô tức là ngành có một cái chu kỳ rất mạnh ở hiện tại thì tuy qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng mà cái sự trở lại của các doanh nghiệp thép ở Việt Nam là từ từ khá chậm chứ nó không phải nhanh về tiếp theo về kỳ vọng và dự báo GDA trong tương lai thì thứ nhất GDA là cổ phiếu chu kỳ do đó phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng kinh tế và bất động sản vì thế cho nên đầu tư GDA thì theo giai đoạn thôi hay gọi là đầu cơ theo giai đoạn thôi chứ không phải là nắm giữ lâu dài để có thể nhận cổ tức hay là vân vân trong vài năm tới thứ hai ngành thép cơ bản thì đã tạo đáy khó khăn nhất vào cuối năm 2022 và đầu 2023 rồi và hiện đã bắt đầu trở lại một cách từ từ nhưng mà khá vững chắc thứ ba là kết quả kinh doanh quý 4 2023 dự báo sẽ tốt hơn quý 3 AZFIN dự báo có thể đạt 100 tỷ lợi nhuận sau thuế thậm chí hơn nhờ vào một giá đầu vào HRC từ quý 3 năm 2023 là thấp, hai là giá bán tôn nhích dần lên và đã có đợt tăng giá trong quý 4 năm 2023 rồi và kết quả kinh doanh năm 2024 được dự báo là có khả năng tăng so với năm 2023 à, về cơ bản ngành thép là một dự báo vô cùng khó nhưng mà Zfin kỳ vọng rằng năm 2024 sẽ tốt hơn nhờ vào một đầu tư công và FDI đã giải ngân rất mạnh vào đặc biệt quý 3 năm 2023 trở đi. Từ đó cho thấy nó sẽ tác động lớn vào nền kinh tế vào cuối năm 2023 hoặc là đầu năm 2024 thì khi đó mới ngấm dần. Từ đó là thúc đẩy cái việc tiêu thụ các, các sản phẩm tôn mạ vân vân tốt hơn. Thứ hai là về bất động sản và xây dựng dân dụng thì được kỳ vọng là sẽ trở lại vào nửa cuối năm 2024 bởi vì hiện nay thì chính phủ và các bộ ngành ngân hàng nhà nước cũng có rất nhiều các cái tháo gỡ cho các cái công ty bất động sản và kỳ vọng rằng là giữa năm sau 2024 có thể trở lại thứ ba nữa là cái chi phí lãi vay của GDA sẽ giảm do cái lãi suất bây giờ giảm rất là sâu từ đó làm chi phí giảm giúp cho tăng lợi nhuận và thứ tư là sản lượng bán hàng của GDA được kỳ vọng là có thể tăng 10 đến 20 phần vào năm 2024 thì nếu đạt được cái khả năng như vậy thì AZFIN cho rằng là lợi nhuận của GDA có thể đạt được từ 360 bằng năm 2023 đến khoảng độ 600 tức là mức lợi nhuận khả quan hơn năm 2023 từ đó định giá của GDA từ khoảng độ 8.1 lần đến chỉ còn khoảng độ 4.9 lần về PE còn về cổ tức thì năm 2023 trả 1.000 đồng rồi chuẩn bị trả 1.000 đồng thì trong lâu dài thì AZFin cho rằng năm 2024 với việc tài chính tốt hơn thì GDA có thể tiếp tục trả 1.000 đồng, thậm chí có thể trả hơn nếu công ty muốn. Rồi tiếp theo cuối cùng đó là GDA thì phù hợp tham khảo đầu tư cho năm 2024 với mục tiêu là 35 đến 40.000 đồng tùy vào điều kiện thị trường cũng như là tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này. Và AZFin đánh giá rằng GDA hiện nay là được định giá về cơ bản là thuộc dạng là hấp dẫn nhất trong ngành tôn mạng trong ngành tôn mạng bao gồm ba doanh nghiệp Hoa Sen, Nam Kim và GDA thì trên đây là những cái đánh giá của AZFIN về GDA anh chị có thêm những trao đổi những thắc mắc những chia sẻ gì thì vui nào comment ở phía dưới thì AZFIN sẽ hỗ trợ các anh chị chúc các anh chị có những nội dung thú vị để có thể tham khảo và mọi quyết định thì anh chị hãy tự đưa ra uh, cho mình và nếu có tham khảo thì hãy phân bổ danh mục một cách phù hợp và đa dạng hóa để từ đó giảm thiểu rủi ro xin chúc cả chị thành công